đúng rồi, áo đen bây giờ chuyển sang áo trắng. Bạn này tên là gì nhỉ? Thùy Linh à? Đánh mình không phải là Huyền Anh ạ. Huyền Anh à? Phương Linh, cởi áo được, thế đằng nào đánh trước khỏi đánh sau. Ừ, đánh đạn được. Đánh đạn được. Đúng rồi. Đấy, cứ ghế. Ngồi hẳn xuống, À, có một bài nào đồng ca không? Tất cả chúng mình cùng hát nhỉ? Tất cả cùng hát nhỉ? À, mẹ đi vắng à? Hồng Nhung đánh được đấy, Hồng Nhung đánh được nhiều bài đấy. Nhung đánh đi. Nhưng mà giấu nghề kỹ quá đấy. Nhưng mà không phải giấu nghề mà bạn chắc là vừa đi học về đang mệt. Không phải không mệt đâu, ở lớp bạn quậy lắm á. À quậy à? Quậy thì ai cũng quậy rồi. Vui là chính, đi học là phải vui. Nhưng mà bạn chắc là đang là nhường nhịn cho bạn. Không phải là bao rồi. Đấy, hay đấy, bạn này đánh chồng hay đấy. Bạn này tên là gì nhỉ? Bây giờ bác thì biết Xuân Hiếu này. Bạn này được Quý à? Bạn kia được Quý à? Quý đây này. Đây, bạn này tên là gì? Kiệt à? Đây, bạn này. Đấy, được, không sao. Ở đây đóng kín cửa rồi. Nói có bà sụn đẹp. Không, bà thoải mái rồi. Ở nhà đây, bác còn đánh to hơn. Hôm nọ cổ vũ bóng đá bác còn đánh to hơn. Đây gọi là ban nhạc 7C đang rèn luyện. Hôm nay chúng mình tập bài gì để ngày mai đi biểu diễn nhỉ? Lớp chúng mình tập bài gì? Bạn này tập bài gì để chúng mình ngày mai đi biểu diễn nhá lớn. À thế à? Nhảy. Đúng rồi. Nhưng... À. Ok.